Thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng thì số ca mắc Covid-19 trên cả nước đang gia tăng trở lại, trong đó Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất. Chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày thành phố ghi nhận gần 100 ca mắc mới, có trường hợp là học sinh trên địa bàn. Chính vì thế mà trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin Hà Nội sẵn sàng dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19. Tuy nhiên, mới đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Trước thông tin xôn xao mạng xã hội về việc học sinh có thể quay trở lại học trực tuyến nếu có trường hợp mắc COVID-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã khẳng định đơn vị không phát ngôn thông tin đó. Ông Trần Thế Cương nói, đến thời điểm này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không có bất kỳ phát ngôn nào liên quan tới việc địa phương sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến nếu có học sinh nhiễm COVID-19. Cũng theo ông Cương, từ đầu năm học, trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đều lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19. Các nhà trường song song với việc dạy học phải chuẩn bị các điều kiện về y tế, trang thiết bị, tập huấn quán triệt cho đội ngũ trong phòng chống dịch bệnh. Ông Cương nói, đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường ra soát các điều kiện cơ sở vật chất, đường điện, hệ thống cây xanh, bếp ăn bán trú, giao thông nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay, ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng hơn so với những ngày trước. Riêng ngày 11 tháng 4, có 183 ca mắc. Một số trường học cũng đã có trường hợp học sinh nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, khi trẻ nhiễm bệnh, theo hướng dẫn, cha mẹ học sinh báo với giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ học đến khi khỏi bệnh, cả lớp vẫn tiếp tục dạy học bình thường. Trong khi đó trên một số diễn đàn, phụ huynh hoang mang về việc liệu trường học có quay trở lại học trực tuyến nếu trẻ nhiễm bệnh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định phụ huynh không nên hoang mang. Thời điểm này, các trường học đang dạy học theo chương trình chuẩn bị cho ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2, thi vượt cấp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và vẫn đảm bảo các phương án phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.